Hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hiển, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, đổi đời xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được muốn xem những video mới nhất mà ban biên tập chương đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi tiết lộ sự thật bất ngờ. Người tuổi Giáp Tý sinh 1984, được lộc bề trên, bất ngờ trúng lớn liên tiếp, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024, trở mình sang trang, giàu sang phú quý. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Tý sinh 1984 thân mến, vốn dĩ đời người là không như nguyện, chúng ta đều biết, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời, thế nhưng, thực tế lại thật phũ phàng. Đa phần chúng ta chẳng những làm mãi ba đời không giàu mà còn nợ ngập đầu, ngập cổ, ba đời không trả hết. Làm lụng ngày đêm, dầm mưa dãi nắng mà vẫn sống trong cảnh nghèo khổ túng thiếu, chẳng biết ngày nào mới ngóc đầu lên được, khổ sở trăm đường. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng giàu có và viên mãn. Những thành công mà bạn muốn có được thì phải phấn đấu không ngừng nghỉ, thậm chí sẽ phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ. Mới đây nhất khi xem tử vi cho 12 con giáp, thầy tử vi có chỉ rõ trong năm 2024 này, con giáp tuổi Giáp Tý sinh 1984 vận trình sẽ có rất nhiều biến động lớn, xoay chuyển theo chiều hướng tích cực. Nhiều phúc ít họa, may mắn và phúc lộc đầy nhà, cuộc sống của họ trong khoảng thời gian trước có thể sẽ khó khăn vất vả, đặc biệt là năm 2024, với tình hình biến động kinh tế chung của thế giới. Tuy nhiên, con giáp tuổi Giáp Tý sinh 1984, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch tới đây, sẽ có vận trình khởi sắc trông thấy. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, bạn hãy chủ động nắm bắt những cơ hội đến với mình để trở nên giàu có quý cô bác nhé. Nếu như quý cô bác tuổi Giáp Tý không để ý mà bỏ lỡ những cơ hội trời ban này, thì quả thật là rất đáng tiếc cho con giáp này. Vậy, chi tiết vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Giáp Tý đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch sẽ ra sao? Con giáp này sẽ gặp được những may mắn nào trên con đường công danh sự nghiệp? Và làm cách nào để trong thời điểm này người tuổi Giáp Tý có thể đón lành tránh dữ, gặp nhiều may mắn bình an sung túc và giàu có ngút trời? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi chi tiết. Tuổi Giáp Tý sinh 1984 cầm tinh con chuột, đứng ở vị trí đầu tiên trong số 12 con giáp. Tuổi Giáp Tý thường là người tiên phong dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán đơn giản. Giáp Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của họ tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Giáp Tý nhanh nhẹn, thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh. Làm công việc gì họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Họ tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho họ trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Giáp Tý giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận. Bởi vậy họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết gắn bó. Giáp Tý có trí nhớ khá tốt, điều đó khiến họ thu thập và lưu trữ được một lượng thông tin khổng lồ.
Hãy hỏi Giáp Tý về bất kỳ lĩnh vực gì thì họ sẽ chia sẻ một cách cởi mở nhất. Nếu như bạn đang lo lắng sợ họ sẽ gặp nguy hiểm thì tốt hơn bạn nên lo cho bản thân mình, bởi bản năng của những người này là chinh phục khó khăn, thử thách, nguy hiểm. Giáp Tý thực sự là những con người của công việc, họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ bận rộn. Những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác. Điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận, nhưng đã là thói quen thì dường như Giáp Tý khó có thể thay đổi được. Giáp Tý cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng. Không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của họ. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ xung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, Giáp Tý rất cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì của họ. Giáp Tý rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật thì họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Họ sống vào tình cảm, yêu thương, quan tâm chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc, nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp hạnh phúc. Nam mệnh tuổi Giáp Tý, xem tử vi thấy rằng, ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống của Giáp Tý đã gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bởi vậy, khi lớn lên họ ý thức được ước mơ, hoài bão với những dự định trong cuộc đời mình. Tuy phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những người này chưa bao giờ chán nản, bỏ cuộc. Họ xem gia đình là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh giúp họ vươn tới thành công. Thông minh, sắc sảo, ý chí hơn người. Tuy trong cuộc đời gặp nhiều trắc trở, nhưng Giáp Tý không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn, khổ cực. Tinh thần của họ lúc nào cũng trẻ trung, lạc quan phơi phới và có niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước. Nữ mệnh tuổi Giáp Tý là người tài giỏi, có năng lực. Trong suốt cuộc đời họ gặt hái được rất nhiều thành công, may mắn và tài lộc. Cuộc sống và con đường sự nghiệp của nữ mệnh trải qua nhiều thăng trầm và vất vả, những thành công luôn chờ đợi họ ở cuối con đường đó. Trong tình cảm, đây là những người phụ nữ rất may mắn, hôn nhân vừa hạnh phúc lại vừa có lộc tiền tài. Cả cuộc đời gặp nhiều điều vận may, sự nghiệp tuy vất vả nhưng lại thành công lớn. Về mặt tình cảm thì rất thuận lợi, sau kết hôn có vận tài lộc, về già được hưởng phúc con cái. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 cho tuổi Giáp Tý sinh 1984. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch sẽ là một hành trình thú vị cho tuổi Giáp Tý. Nếu bạn biết cách chăm sóc sức khỏe và xây dựng các mối quan hệ một cách khôn ngoan, hãy dũng cảm đối diện với thử thách và tìm ra hướng đi cho riêng mình. Ngoài ra, thời điểm này Bách Diệt mang đến nhiều cơ hội trong tình duyên với những mối nhân duyên bất ngờ đang chờ đón bạn. Nhưng đối với những ai đã có đôi, hãy cẩn thận với những cám dỗ xung quanh. Đôi khi từ chối một cơ hội có thể giúp bạn giữ vững hạnh phúc hiện tại và tránh khỏi những rắc rối không đáng có. Khi bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, người tuổi Giáp Tý sẽ đối diện với những thách thức trong sức khỏe mà Nguyệt Lệnh Lâm Bệnh đã báo trước. Những dấu hiệu không mấy khả quan như sắc mặt u ám, không còn vẻ rạng rỡ, sẽ khiến bạn cảm thấy nặng nề, giống như một tấm mền nặng chịu đang đè lên vai. Đây chính là lúc để bạn nhận ra rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà bạn cần gìn giữ. Trong bối cảnh hiện tại, tinh thần bạn có phần uể oải, khiến cho bạn không còn hứng thú với những hoạt động thường nhật, mà thường có xu hướng rút lui vào những vòng tay an toàn của riêng mình. Bạn có thể cảm thấy kiệt sức sau một ngày dài làm việc, chỉ muốn tìm đến giấc ngủ để quên đi mọi muộn phiền. Hãy lắng nghe cơ thể mình, dành thời gian nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng để hồi phục sức lực. Đây là lúc bạn cần phải nạp lại năng lượng trước khi theo đuổi những ước mơ lớn lao. Về phương diện sự nghiệp, bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn khi thiên ấn đang chiếu sáng con đường của mình. Những kế hoạch đã được bạn vạch ra một cách chỉnh chu, giờ đây chỉ cần bạn thực hiện theo từng bước một cách kiên định. Hãy tập trung vào những việc đơn giản, bạn sẽ thấy mọi thứ diễn ra suôn sẻ như ý muốn. Đồng thời, tam hội khuyến khích bạn xây dựng và duy trì các mối quan hệ hài hòa, hợp tác lợi. Hãy nhớ rằng, sự hỗ trợ từ đối tác và bạn bè sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ giúp bạn vượt qua khó khăn. Mối quan hệ của bạn sẽ trở nên gắn bó hơn khi mọi người cùng chung tay tạo nên những giá trị tốt đẹp. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Giáp Tý sinh 1984, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024.
Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Giáp Tý sinh 1984, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Giáp Tý sẽ cảm nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ thiên ấn, mang đến những cơ hội đầy hứa hẹn trên con đường sự nghiệp. Đây là thời điểm để bạn phát huy những tiềm năng vốn có và tiến bước vững chắc về phía trước. Nhưng hãy nhớ, trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, bạn cũng cần biết cách lắng nghe cơ thể và tâm trí của mình một chút. Thời gian nghỉ ngơi và hồi phục sẽ là nguồn năng lượng thiết yếu giúp bạn duy trì phong độ cao nhất. Trong không khí làm việc của thời điểm này, các mối quan hệ tại nơi công sở cũng sẽ trở nên hài hòa hơn bao giờ hết. Cấp trên sẽ tỏ ra hài lòng trước những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra, nhìn thấy sự tập trung và trách nhiệm của bạn trong từng nhiệm vụ. Điều này không chỉ giúp bạn xây dựng được hình ảnh tốt đẹp trong mắt đồng nghiệp, mà còn tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Tại thời điểm này, các điều kiện thuận lợi sẽ liên tục xuất hiện, mang lại những tiến triển tích cực trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn ấp ủ những ước mơ, những mục tiêu lớn lao, hãy không ngừng nghĩ về chúng. Sự thành công sẽ đến gần hơn khi bạn đặt ra những mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi chúng với tất cả nhiệt huyết. Hãy biến những ý tưởng và kế hoạch của bạn thành hiện thực bằng cách tập trung vào từng bước nhỏ. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch cũng là thời điểm lý tưởng để bạn mở rộng các mối quan hệ hợp tác làm ăn. Bạn hãy tận dụng sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người xung quanh. Điều này sẽ giúp bạn gặt hái nhiều thành công mới mẻ trong sự nghiệp. Những cơ hội làm việc cùng nhau không chỉ mang lại lợi ích tài chính, mà còn mở ra cánh cửa cho những ý tưởng sáng tạo và hợp tác bền vững trong tương lai. Hãy tự tin và mạnh dạn bước đi trên con đường mà bạn đã chọn. Sự kết hợp giữa nỗ lực cá nhân và sự hỗ trợ từ cộng đồng sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công cho tuổi Giáp Tý trong thời điểm này. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Tý sinh 1984, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, tuổi Giáp Tý như một chiến binh dũng mãnh, luôn mang trong mình sự ổn định. Thực tế bản mệnh không chỉ đơn thuần tìm kiếm mục tiêu, mà còn quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới, với tinh thần kiên định và sự nhạy bén trong công việc. Bạn sẽ thấy rằng cuộc sống ít khi thiếu thốn, thậm chí nếu bạn khéo léo hơn trong việc quản lý tài chính, sự giàu có sẽ không còn là điều xa vời. Thời điểm này đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong hành trình tài lộc của bạn. Dường như sức mạnh nội tâm của tuổi Giáp Tý đang bùng cháy, giúp bạn không chỉ mạnh mẽ tiến bước, mà còn dám vượt qua mọi giới hạn mà trước đây bạn từng nghĩ là không thể. Điều này sẽ tạo cơ hội để bạn gặt hái những thành công nổi bật và mới mẻ trong cuộc sống. Tài lộc sẽ đến như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ mà bạn đã dành cho công việc và cuộc sống của mình trong suốt thời gian qua. Những nỗ lực đó không chỉ đơn giản là làm việc chăm chỉ, mà còn là khả năng nhận diện và tận dụng những cơ hội xung quanh. Việc làm ăn của bạn sẽ khởi sắc, buôn bán thuận buồm xuôi gió, với dòng tiền ra vào đều đặn như nhịp đập của một trái tim khỏe mạnh. Hãy chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong công việc, vì đôi khi chính những cơ hội tưởng chừng như không đáng kể lại mang đến cho bạn những bước tiến lớn. Bằng cách hoàn thiện bản thân và không ngừng nâng cao kỹ năng, tuổi Giáp Tý sẽ mở ra nhiều cánh cửa mới, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và lâu dài. Hãy mạnh dạn tự tin và không ngần ngại đón nhận những thử thách mới. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những điều bất ngờ và thành công rực rỡ. Chỉ cần bạn biết nắm bắt và biến chúng thành hiện thực. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Tý sinh 1984, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch sẽ mở ra một chương mới đầy thử thách cho tuổi Giáp Tý. Tử vi thời điểm này không thể không đề cập đến sức khỏe của bạn. Dấu hiệu từ mệnh có bệnh cho thấy rằng thời gian này sức khỏe của bạn đang có phần suy yếu, cảm giác u buồn và căng thẳng như những đám mây đen u ám, khiến bạn rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán ăn và giấc ngủ không còn ngon như trước. Ngũ hoàng đang bay về phương đông nam, điều này nhắc nhở bạn rằng sức khỏe bản thân là điều quan trọng nhất. Đừng để những áp lực công việc cuốn bạn vào dòng xoáy mà quên đi việc chăm sóc cơ thể và tâm hồn. Hãy nhớ rằng một tâm trí minh mẫn và một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng vững chắc để bạn đạt được những điều bạn khao khát trong cuộc sống. Để cải thiện sức khỏe, tuổi Giáp Tý nên cân nhắc gác lại một số công việc không thật sự quan trọng. Hãy học cách đặt ra ưu tiên hợp lý, cắt giảm những nhiệm vụ gây căng thẳng để có thể tiết kiệm thời gian và năng lượng cho những việc thực sự cần thiết. Đừng ngại nói không khi bạn cảm thấy bản thân đang bị quá tải.
Thay vào đó, hãy dành thời gian cho những hoạt động giúp tinh thần bạn trở nên nhẹ nhàng hơn. Tham gia vào các buổi thiền hoặc tập yoga không chỉ giúp bạn giải tỏa căng thẳng mà còn mang lại sự bình yên cho tâm hồn. Những bài tập này như một liều thuốc quý giúp bạn lấy lại sự cân bằng, đưa tâm trí trở về trạng thái sáng suốt và tràn đầy năng lượng. Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn trong thời điểm này, chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần để sẵn sàng đón nhận những cơ hội đang chờ đợi phía trước. Nhớ rằng, sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà bạn sở hữu, và chỉ khi bạn khỏe mạnh, bạn mới có thể tỏa sáng rực rỡ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Giáp Tý sinh 1984, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch đến mang theo những gợn sóng tình cảm rộn ràng cho tuổi Giáp Tý. Tử vi cho thấy bách diệt chủ đào hoa xuất hiện trong thời gian này, mang đến cho bạn một nguồn năng lượng tươi mới về tình yêu và cảm xúc. Những rung động lãng mạn sẽ thổi bùng ngọn lửa đam mê trong trái tim bạn, khiến nó trở nên sáng lấp lánh như những vì sao giữa bầu trời đêm. Để tình cảm giữa bạn và nửa kia thêm gắn bó, thời điểm này thật lý tưởng cho những chuyến đi chơi hay kỳ nghỉ ngọt ngào bên nhau. Hãy lên kế hoạch cho những hoạt động thú vị, nơi cả hai có thể thỏa sức sáng tạo và khám phá những điều mới mẻ. Đôi khi chỉ cần một buổi chiều dạo chơi, ngắm hoàng hôn, hay một bữa tối lãng mạn bên ánh nến cũng đủ để thổi bùng lại những cảm xúc yêu thương. Nếu bạn đang trong tình trạng độc thân, đừng ngần ngại mở lòng và bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Hãy gia tăng cơ hội gặp gỡ bằng cách tham gia các sự kiện xã hội hoặc thậm chí là những chuyến du lịch khám phá. Biết đâu tình yêu đang chờ đợi bạn ở nơi nào đó xa xôi, chỉ cần bạn dám bước đi và đón nhận. Cuộc sống xã hội của bạn trong thời điểm này cũng sẽ vô cùng rực rỡ. Hãy chuẩn bị cho những buổi tiệc tùng sôi động vào cuối tuần, nơi bạn sẽ gặp gỡ bạn bè và những người thân yêu. Những khoảnh khắc vui vẻ, những nụ cười và tiếng cười sẽ tạo ra những kỷ niệm đẹp, góp phần làm phong phú thêm hành trình tình cảm của bạn. Hãy để trái tim bạn thổn thức và hòa mình vào dòng chảy của cảm xúc, để đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này trở thành một hành trình khám phá tình yêu đầy màu sắc. Bạn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất, và tình yêu sẽ là phần thưởng ngọt ngào dành cho bạn trong cuộc sống này. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Tý sinh 1984. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Giáp Tý sinh 1984. Tức là từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tuần đầu tiên của tháng 11 âm lịch cho thấy tuổi Giáp Tý sẽ nhận thấy nhiều tín hiệu tích cực trong sự nghiệp. Những nỗ lực công sức và tâm huyết mà bạn đã dành ra trong thời gian qua sẽ bắt đầu thu hoạch thành quả. Có khả năng cao bạn sẽ nhận được lời khen ngợi từ cấp trên, hoặc thậm chí được tạo điều kiện thăng tiến trong công việc. Hãy tự tin và mạnh dạn nắm bắt những cơ hội này, vì chúng có thể mở ra những cánh cửa mới, dẫn bạn đến những thành công vượt bậc trong tương lai. Tuy nhiên, đừng bao giờ để thành công làm bạn chủ quan, hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn cho bản thân và cố gắng hết sức để thực hiện chúng. Điều này sẽ không chỉ giúp bạn duy trì động lực mà còn tạo ra những đột phá mới trong sự nghiệp của mình. Ngoài ra, trong tuần này, bạn cũng nên dành thời gian cho các mối quan hệ xã hội. Hãy tổ chức những buổi gặp gỡ với bạn bè, gia đình hoặc tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Những mối quan hệ tốt đẹp sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của bạn. Hãy tạo dựng mạng lưới kết nối, bởi những cơ hội lớn thường đến từ những người bạn quen biết. Về phương diện tình cảm, mọi thứ trong tuần này có vẻ yên ả hơn. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, hãy dành thời gian chất lượng cho nhau, cùng nhau chia sẻ những cảm xúc và kỷ niệm đẹp. Điều này sẽ giúp tình yêu của bạn thêm phần gắn bó và thăng hoa. Đối với những ai đang độc thân, hãy tự tin hơn trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Đừng ngần ngại khi gặp gỡ người mới. Biết đâu bạn sẽ tìm thấy một người đặc biệt, một nửa của mình trong những cuộc trò chuyện giản dị. Hãy mở lòng và đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại cho bạn. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Giáp Tý sinh 1984, tức từ ngày 24 đến hết tháng 11 âm lịch. Bước sang tuần thứ 2 của tháng 11 âm lịch,
sẽ mở ra cho tuổi Giáp Tý những trải nghiệm vô cùng thú vị và đáng nhớ. Đây không chỉ là thời điểm để bạn nhìn lại những gì đã đạt được tháng qua, mà còn là dịp để bạn đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho tháng tiếp theo. Thiên Ấn Dẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn, mang lại nguồn cảm hứng mạnh mẽ, giúp bạn xác định rõ hướng đi trong công việc. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để xem xét các cơ hội và lựa chọn tốt nhất cho sự phát triển của bản thân. Tuy nhiên, trong tuần này, sức khỏe sẽ là yếu tố cực kỳ quan trọng. Có thể bạn sẽ cảm thấy một chút mệt mỏi do áp lực công việc đè nặng. Nhưng đừng để điều đó làm bạn chùn bước. Hãy chăm sóc bản thân thật chu đáo, ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý. Những giấc ngủ ngon và giây phút thư giãn sẽ là liều thuốc quý giá giúp bạn hồi phục năng lượng, sẵn sàng đối mặt với những thách thức phía trước. Về phương diện tình cảm, tuần cuối tháng sẽ rất đáng mong chờ và đầy hứa hẹn. Nếu bạn đã có đôi, hãy cùng nhau khám phá những điều mới mẻ trong mối quan hệ. Một chuyến đi ngắn ngày, có thể là một chuyến picnic hay du lịch, sẽ là giải pháp hoàn hảo để làm mới tình yêu của hai bạn, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và tăng cường sự gắn kết. Đối với những ai đang độc thân, tuần này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cơ hội thú vị để gặp gỡ người mới. Hãy cởi mở và sẵn sàng cho những bất ngờ trong tình yêu, những cuộc hội ngộ, những cuộc trò chuyện tình cờ, có thể dẫn đến những mối quan hệ sâu sắc hơn. Hãy để trái tim bạn mở rộng và chào đón những điều tốt đẹp đang chờ đón bạn. Hy vọng rằng, đúng 15 ngày đầu tháng 11 này sẽ mang đến nhiều điều tích cực và cơ hội cho bạn. Tuổi Giáp Tý hãy tự tin bước vào tương lai, vì bạn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và TH thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Giáp Tý sinh 1984 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Tượng Thiềm Thư phong thủy. Thiềm Thư là biểu tượng của tài lộc và yên lành, là vật phẩm may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia chủ tuổi Giáp Tý sinh 1984, nên mọi người thường hay dùng để biến xấu thành tốt trong phong thủy nhà cửa hoặc để tặng bà con, bạn bè thân hữu khi có dịp hành sự. Tượng Chuột phong thủy. Hình ảnh con chuột nằm trên đống tiền hoặc là các thỏi vàng chuột ngậm đồng tiền chính là biểu tượng cầu mong nhận được nhiều phúc lộc tài, mong muốn tài lộc luôn dồi dào, cuộc sống đầy đủ và dư dả hơn cho người tuổi Giáp Tý sinh 1984. Hơn thế nữa, nó còn có ngụ ý tài lộc sẽ không ngừng gia tăng, tăng cao hơn, phát đạt hơn. Do đó, nhiều người thường đặt tượng chuột vào huyệt tài lộc ở trong nhà để cầu mong gia đình mình luôn tấn tài tấn lộc. Tượng Tỳ Hưu phong thủy. Tỳ hưu còn có tác dụng trấn nhà để tránh tà khí. Ta đặt tỳ hưu ở các hướng tốt trong nhà, như sanh khí, thiên y, diên niên phục dị. Nhất là hướng sinh khí thì tỳ hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình tuổi Giáp Tý sinh 1984 chuyển biến tốt, vận mệnh tốt, được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng trấn nhà. Vì vậy, tỳ hưu đã trở thành thần bảo vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của người tuổi Giáp Tý sinh 1984. Tượng Khỉ phong thủy. Theo truyền thuyết đời xưa, khi có một sức lực mạnh mẽ, trí não thông minh và lòng nhân từ của nó, chưa chắc con người đã bị kịp. Ngoài ra thì còn được coi là con vật may mắn, từ hầu, có nghĩa là con khỉ đồng âm với từ hầu, một tức vị quyền quý. Bởi vậy, trong nhiều tranh vẽ tượng khỉ thì hình tượng con khỉ mang ý nghĩa là phong hầu, phong chức tước cho người tuổi Giáp Tý sinh 1984. Tượng Rồng phong thủy. Là con vật đứng đầu trong các loài thú lành, nên ngoài việc hóa sát rồng còn tăng cường phát huy quyền lực, người có chức vụ cao dùng nó có hiệu quả càng lớn. Ngoài ra, rất phù hợp cho người tuổi Giáp Tý sinh 1984 làm việc hành chính hoặc hoạt động chính trị, giúp chống lại những lời gièm pha và tăng cường quyền uy. Tượng Cá chép phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn, còn cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm, vô song trong truyền thuyết. Dược vũ môn để hóa rồng là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu nếu muốn thành công cho người tuổi Giáp Tý sinh 1984. Rùa phong thủy.
Rùa phong thủy được coi là một trong bốn loài linh vật chấn giữa bốn phương, những con rùa canh giữ phương Bắc đại diện cho mệnh thủy. Và còn một số theo quan niệm xưa, phương Bắc là nơi thu hút tiền tài, từ công việc hay kinh doanh, cũng như công danh và sự nghiệp cho người tuổi Giáp Tý sinh 1984. Sư tử phong thủy. Nói một cách đơn giản, sư tử phong thủy có tác dụng trừ tà khí, sát khí cho người tuổi Giáp Tý sinh 1984. Ý nghĩa của nó đối với tài khí chính là ở điểm có thể bài trừ trở ngại tiền tài, làm cho việc kinh doanh được tăng trưởng. Ngày nay, những nơi sử dụng sư tử phong thủy nhiều nhất là các cơ quan, doanh nghiệp. Người tuổi Giáp Tý sinh 1984 đặt một đôi sư tử ngay trước cổng lớn để có thể bài trừ vô số các trở ngại gây ra cho công việc. Quý khán giả thân mến, bất hiếu với cha mẹ là tội nghiệp lớn nhất trên đời, vì đâu mà phạm phải loại ác nghiệp, bị quả báo đời này. Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu để tu sửa bản thân nhé. Bốn nguyên nhân tạo thành kiểu bất hiếu. Một là kiêu ngạo. Cha mẹ quá thương con cái luôn chiều theo ý muốn của con, cung cấp đầy đủ tiện nghi để con hưởng an nhàn, sung sướng, nên đứa trẻ không có thói quen quan tâm tới cảm nhận của người khác và không suy nghĩ phải có trách nhiệm cùng tình thương với cha mẹ. Đây là nguyên nhân gây ra bất hiếu. Hai là vô tâm. Đứa trẻ được dung dưỡng thói quen vô tâm, vô tính, lời nói không chuẩn mực, nên dám mạo phạm cha mẹ, hành vi đại khái, nên không tuân thủ lễ phép. Cha mẹ quá nhường những đứa trẻ không biết ơn ân đức nuôi dưỡng. Cha mẹ quá chịu đựng đứa trẻ không hỏi han, biết tới cảm nhận của đấng sinh thành. Ba là lêu lỏng bản thân. Thiếu tu dưỡng, thích đàn đúng, chơi bời phục vụ những thú vui của bản thân, không thích cùng người thân gặp mặt, không thích vì người thân mà chăm lo tư tưởng và hành vi thiếu chuẩn mực, nên không nghĩ tới hiếu thảo với cha mẹ. Bốn là dông ơn. Phật dạy, làm người là nhận một bữa cơm ân đức, một đời nhận một lần giúp ghi nhớ một kiếp, sống phải có trước có sau. Nếu con người sinh thói vô ơn, đối với thứ được nhận cho là đương nhiên, thường xuyên nhận sự chiêu đãi của người khác mà không màng tới đáp đền, thì tất sinh ra quán nghiệp. Cha mẹ đối với con cái thương yêu thương vô điều kiện, đáp ứng đầy đủ, tạo cho đứa trẻ thói quen nhận mà không cho, chỉ có đi mà không có lại, chính từ đó sinh ra dông ân với cha mẹ, gây nghiệp bất hiếu. Kiểu bất hiếu lâu ngày tích thành đại. Bất hiếu có bốn nguyên nhân sau. Một là giàu có. Giàu có mà ích kỷ, có tiền riêng mà quên ơn cha mẹ, cho rằng đó là tiền do tự mình làm nên, mà quên rằng ai đã sinh thành và nuôi nấng mình từ tấm bé. Hoặc vì tham tiền tài của cha mẹ mà gây sự bất thường, muốn chiếm lấy làm của riêng mình, cha già mẹ héo nhờ con nuôi dưỡng lại cảm thấy khó chịu, sinh ra oán giận và không muốn, chính là đại bất hiếu. Hai là tôn thờ vợ. Người con trai vì quá yêu vợ mà bất hiếu với cha mẹ, chỉ nghĩ đến gia đình nhỏ mà quên đi gia đình lớn. Vợ chồng hòa hảo tất nhiên là chuyện tốt, nhưng vì đâu mà có ta hôm nay, vì đâu mà ta có thể lớn lên kết hôn rồi sinh con, không phải đều nhờ công ơn cha mẹ hay sao? Ba là phóng đãng tiêu phá tiền tài của cha mẹ vào những chuyện bất minh, khiến cha mẹ đau lòng và không chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già, là việc bất hiếu lớn. Song thân tuổi cao vẫn phải chịu khổ đau trong lòng vì người con đạo đức xấu, tu dưỡng kém, thậm chí còn phải theo gót lo lắng giải quyết hậu quả việc xấu của con. Bốn là tranh đoạt. Anh em mâu thuẫn vì lợi quên tình, tranh tiền tài hay tranh sự yêu mến của cha mẹ, khiến gia đình bất hòa, không khí ảm đạm. Cùng cha cùng mẹ mà không yêu thương nhau, lại rèm pha hãm hại nhau ra giận suy vi. Cha mẹ héo mòn bất hiếu là ác nghiệp, phải nhận quả báo lớn nhất đã là người vì lấy chữ hiếu làm đầu. Nguyên nhân của sự bất hiếu một phần cũng từ chính cha mẹ rung túng, nên những đấng sinh thành cần nghiêm chỉnh dạy dỗ, lấy đạo đức và chuẩn mực làm thước đo, không chỉ để đứa trẻ có hiếu với mình, mà còn là gây dựng một con người, một công dân tốt cho xã hội mai sau. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại khán giả ở các video tiếp theo.